Chào anh chị nha, em tên An, em đang huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre nha anh chị. Hôm nay có miếng đất 500 mét vuông đang cần bán. Đất mình thì mặt tiền ha, được hai mặt tiền ha, rộng rãi lắm nha anh chị. Cách cổng ra xe máy của cụm công nghiệp Diệt Dương 3 anh chị, là chỉ 500 mét à. Rất thích hợp cho anh chị xây nhà trọ ha. Để em quay chi tiết cho anh chị xem nha. Đây đất của mình nè nha anh chị. Cụm công nghiệp Tân Hành Bình, công ty Diệt Dương 3 nha anh chị. Chiều đất của mình thì ngang ngang được 10. Nãy em đo là phỏng phỏng là 10 mét nha anh chị. Em lấy trụ này ha, mình sâu xuống. Hiện tại là sổ lớn, nếu mà anh chị mua thì mình cắt ra 500 mét. Ngang qua bên đây ha, đất được hai mặt tiền. Đây mặt tiền này ha, này thích hợp cho anh chị mình xây nhà trọ, mình cho thuê ha. Đất thì sạch sẽ, đất thì cao bằng mặt đường luôn ha. Chạy vô đường này ở trong còn nhiều nhà lắm nha anh chị. Mình đi 500 mét là mình tới được cụm công nghiệp của Tân Hành Bình ha, là công ty Diệt Dương 3, cổng ra xe máy của công ty luôn á. 500 mét là mình tới à. Chúng mình đi thành phố Bến Tre là chỉ 5 km là nha anh chị, rất là gần luôn ha. Nè đất của mình hai mặt tiền, nhìn sáng lắm nha anh chị. Chủ kêu bán là 500 mét, giá là 1,2 tỷ, còn thương lượng ha. Hướng này nè anh chị, đi 500 mét là mình tới được cổng ga của khu công nghiệp á, cụm công nghiệp á, Tân Hành Bình. Dạ cảm ơn anh chị đã xem video nha. Anh chị nhớ bấm nút đăng ký để nhận được những video sớm nhất từ bên em nha. Cũng như để ủng hộ kênh Nhà Đất Bến Tre Giá Rẻ của em ha. Nếu mà anh chị ở xa, anh chị cần thông tin về thửa đất á, anh chị kết bạn Zalo với em qua số điện thoại là 0378 278 007. Em sẽ gửi thông tin cũng như định vị cho anh chị tham khảo trước rồi mình hãy đi xem ha. Dạ, cảm ơn chị.